Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải em ơi. Duy Khải chúc em xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì Khải sẽ bán cái đao em ơi. Và lý do bán cái đao tại sao thì ít thôi mà anh em sẽ biết nha nè. Trong này tầm này thì cái đao này thì Khải cũng xài khá là ok rồi. Tầm này là quét chuẩn rồi nè. Nhưng mà tầm này Khải đang có dự định mới ở liên đấu nè. Nên là Khải sẽ bán cái đao này. Khải sẽ chơi phái khác nha nè. Đó. Khải sẽ chơi phái khác nha nè. Khải bán cái đao này với giá 15 kim nha nè. 15 kim. Mà chuẩn giá Khải lấy Việt Nam đồng thì 1 triệu năm ơi. 1 triệu tính ra là khoảng 14 kim, 14 kim rưỡi. Bán cái đao 1 triệu. Đây nè. Cái đao này lúc đầu anh em cũng biết rồi, Khải mua phôi Khải hốt 1/1 lên luôn nè. Tầm này ở server tầm này nó khoảng chuẩn giá là 1 triệu hơn nè. Thì hiện tại bây giờ những cái đao như thế này ở server rất là hiếm nè, không có luôn nè. Nó Khải nói chung là bán nhanh luôn. Sau này có cái đao nào vip hơn thì tính sâu nè em ơi. Đó, ok. Chốt. Cái này chắc cũng là cùng luôn mới mua ảo. Chắc là cùng luôn đao mới mua ảo đấy. Rồi ok. Nói chung thì video này thì dạy cho em ơi. Bây giờ thì Khải sẽ đổi phái luôn nha em ơi. Trước khi đổi phái thì để coi. Khải sẽ nghiên cứu một cái cây gì đó Khải tính tiếp nè. Tạo giờ cái này là cây kích. Khả năng dự định là một là mang cái kích này đi hoán binh đó. Hai là mua một cái cây tốc độ đánh 30 để hoán binh anh em à. Tại vì là Khả người hoán binh hên xui thì nó cũng có thể chuyển sang một cái phái gì đó thì Khả chưa biết. Nhưng mà trước tiên chuyển phái thì Khả phải hoán binh đã anh em ơi. Rồi ok, nói chung thì anh em xem video này đừng quên là Khả like cho anh em ơi. Để Khả nghiên cứu anh em ơi. Ok anh em ơi, bây giờ thì Khả về cái bắn bóng anh em ơi. Rồi, đó là cái bắn bóng luôn. Bóng không được đẹp cho lắm, đang cầm cái bóng tóc 30 cho nó vui mà chưa có nè. Rồi, trước mắt cứ đổi cho cái bóng bóng đi. Rồi tính tiếp. Cái đổi xu à. Bán cái vũ khí luôn, đổi cái bóng bóng chơi luôn nè. Còn lồng đào đánh bữa giờ cũng nhiều, cũng nhàn này. Tiến một bộ phái. Bỏ đồ ra. Chỉ cái băng bọn mút chơi nha anh em. Các bạn sử giả trường phái ok. Giao nộp tiến vào. Trường phái. Ngủ đập cái bang. Trường môn bóng pháp okay. Rồi ok, cấp lại bóng 165 là cái đồ rồi cũng xong. Chưa có đồ luôn em ơi. Chiến cho vui với tầm này chưa có đồ nữa mà mang luôn. À, nhà chuyện không kết được, nhà chuyện 13 không kết được nè. Không kết được hiện bóng. Nhà chuyện thủy này. Kích này. Kích luôn dòng chó dòng 1 này. Nhắm kim này. Kim đây đang chậm đây đang chậm cầm bàn tay tự ạ không Pháo 50 à. Cứ tanh mang như đây từ từ, tấn như này con này chơi vẫn được. 50. Tính ra thì hiệu ứng làm chậm được 40 và chón được 20, được 40 chón nè, 80 chón, 110 chón, 110 chón, ok hợp lý, 110 chón rồi, 110 chón nữa, 110 chón thì cho nó đẹp này, 110 là gì? Cái này sẽ lượng đẹp hơn này, sẽ lượng 100 là lượng 100, đây bỏ ra ngồi này. Bòi khăm lôi, bòi khăm lôi, phải có cái bòi khăm lôi đẹp lắm kìa. Đây, rồi ok. Cá bóng bỏng mang theo cái hướng độc sắc nè, tại vì tầm này không có bóng, không có bóng kim, nên là mang bóng mọc cũng được. Sau này tính sâu nè, bóng này lực tay khá là cao, độc sắc là sát thương 70. Được khăm lôi rồi, khăm lôi được 32, khám hổ không có miếng nào luôn. Ok, kiểu này chúng mày kháng hỏa rồi anh em ơi. Mà kháng hỏa chỗ một mối. Cái Khải có cái nhẫn kháng hỏa 15. Đây rồi. Cái này mà kháng hỏa vô rồi. Đó, chọn 80. Chọn 80 làm 140 nè. Đó, làm 140. Chọn 80 nè. Ừ. Ok chưa? Mình kháng hỏa, mình kháng lôi. Rồi ok. Ừ, khá cũng ok đấy. Rồi, tăng vô điểm rồi nè. Tốc độ di chuyển, tốc độ đánh này, chỉ mà rồi 65 đâu tốc độ đánh nữa không? Tiếng bàn sát, con bóng pháp này, bóng pháp là tiếng bàn này. Rồi con bóng pháp này. Kiểu pháp, bóng pháp, cái này sát thương, tăng sát thương rồi. Tăng sát thương rồi. Okay. Rồi, bóng pháp này. Tốc này bụng khá đầu anh em. Tốc độ di chuyển. Ok. Ôi, cái trong phái tăng chí mạng à. Trong phái úp lên là tăng hồi sắc cái chí mạng à. Tăng tốc. Gì? Tăng tấn công chiếm mạng, sinh lực kháng bản đồ. Ok. Rồi, tốc chạy. Chạy mang cái gì vậy? 32. 32 cộng 1 là được một tốc rồi. Ok nè. Rồi còn lại tăng cái này chiếm mạng rồi tăng cái kia ta. Thiên hạ vô cấu. Phần trăm nè. Thiên hạ vô cấu nè. Thằng ấy thiên hạ vô cấu nè. Rồi, tại vì cái phần trăm này tăng lên, nó tăng phần trăm thì sát thương lý ngồi công phần trăm này nó không khác gì phần trăm sát thương lý ngồi công 70 của phần trăm này nè. Hoặc là cái này tăng sâu cùng. Còn nếu mà tăng sai thì tí nữa hoặc là bữa nào phải lên đảo rồi tăng lại nè. Tầm này chưa tăng chính thức nè. Tầm này mới tăng đỡ lấy hiệu ứng mang đồ thôi em ơi. Rồi, ok. Cái chống phái cái vòng tay bút này. Ok, chống phái cái này, ok. Rồi, bỏ ra. Bỏ ra. Rồi, có trong phái nè. F2, F3. F3, F4 đi. F3, F4. Ok. Rồi, vậy cái băng bỏng hợp lý ấy. Cái nhắm này nó bán lại nè. Ngọc bộ này. Dây chuyền. Ở quanh chưa tăng máu phù về luôn nè. Đậu rồi sao. Rồi, máu 2k3. Chưa kịp tăng máu phù gì rồi. Bóp thử lực tay nhiều. Còn dương 180 điểm chưa tăng. Ôi từ từ. Má mình chưa uống máu nó cứ phù gì rồi. Tầm này kiếm cái bọng tóc 30 nó vụt ngon nè. 30 20 cũng được, tóc 20 cũng được. Tóc 20 là đã móc 170 mấy trong Tống Kim rồi. Tóc 30 thì cũng vậy thôi. Muốn tóc 30 đặt móc thì phải có phi phong với lại kỹ năng của anh em. Kỹ năng cũng có thì mà đang mới đạt được tóc 201 thì cũng kim. Này chưa đạt được. Này, tép phát này. Búp chấm phái được đây là nhiều. 3k5. Ôi, bậy bậy, đậu xanh má nó vứt cái nhẫn chống 30 luôn trời. auto một chảo, auto mình canh vậy, sao nó lại vứt nhẫn 30 trời, nhẫn trốn 30 mà vứt luôn trời. Ôi à, mới đổi nhân vật nó chưa cập nhật auto nè, nó chưa cập nhật cái nhật đồ. À, ok, được tiền khá là cao đấy. Nấu lên 3k đi, nấu 3k được rồi. Sức mạnh ôi điểm khá là nhiều rồi em, được tay 3k8, 3k8. Được rồi, nấu 3k hơi ít nè, từ từ nè, nấu lên 3k rưỡi được, 3k rưỡi đi. Này không có Gami mà đúng không? Gami kia Gami bình thường này, 185. 3k4 đây. À, ok, lại tăng sát thương. Rồi, ok. 3k5. Rồi bật Gami, bật sang Gami lên máu nhiều rồi. Tối vụt thử Tống Kim thử anh em. Này lên xe rồi. Rồi, ok, máu 5k hợp lý rồi. Hợp lý. Trời, cái món bánh này tên khá là ngon đấy. Rồi, nói chung là 70 chón hay là mang 70 chón ta? Mang 70 chón thì lượng kháng hỏa nhiều. Mình không kháng hỏa bao nhiêu luôn nè. Mang cái nhẫn chống 30 thì mất kháng hỏa. Nhưng mà mình là được kháng cả 13. Ok, nghĩ mang kháng cả 13 hợp lý hơn. Chón 70 đi. Chón 70 đi nè. Mang chón làm nhiều. Làm gì? Đứng ở sau vụt mà kèm nghe mười nữa đã chón 80 rồi thì 13 đi. Ok 13 Khải sẽ mang 70 chón nha Nam, sẽ mang 70 chón này, sẽ đồ cái bang để Khải build cho nó xong luôn cho anh em xem này. 70 chón Nam kèm nghe mười thì đặt mất nha Nam. Trung tầm này mà đó mát thì nó chưa mát được, nó kèm nghe mười thôi. Ok được, Khải thoát cái con này ra, Khải lấy cái nhẫn 530 và đặt này nè. Đây em ơi, định mang dây chuyền mà dây chuyền thì lại không kích được cái bổng. Khải nghiên cứu rồi nè, không mang kích được cái bổng thì Khải sẽ mang áo thủy. Được đấy, tính đi tính lại chỉ có hướng này mà kích được rồi nè em ơi, đã nghiên cứu sâu. Tại bây giờ thì lấy mất 101 chón rồi nè, 101 chón đi kèm với Ngami là lên 140 chón nè. Rồi ok 40 500 đó giờ thôi hết đường này, nhẫn này mang lá hiệu ứng rồi. Rồi ok anh em, nên xem video đừng quên cho Khải một like chia sẻ cho anh em ơi. Nếu mà sớm được xếp đồ cái bang như thế nào thì Khải sẽ lên đồ cho anh em xem sau nha. Anh em đừng quên ủng hộ cho video một like chia sẻ cho anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều.